Đàm Vĩnh Hưng khoe ảnh như hai giọt nước với Mono, cảm thấy thua thiệt em trai Sơn Tùng ở một điểm. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng xả kho loạt khoảnh khắc của anh cùng hình của Mono. Nam ca sĩ nhận xét gu thời trang của anh và Mono có nhiều điểm tương đồng. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, thấy chiếc hình này cũng vui vui, bé Mono chắc cùng gu với anh chú. Hồi xưa mình mặc như vậy và áo lưới, áo voan thời La Oai Oái, nào là lập dị, phản cảm. Lúc đó tôi ghét quá nên phản pháo. Thời trang của tôi đến tận 10 năm sau thiên hạ mới theo kịp. Lúc đó ức quá nói cho hả dạ thôi, ai dè hình như nó đúng mà. Sau đó là áo ren, áo lưới, áo voan, bày bán khắp cả nước và người ta bắt đầu chịu choàng khăn. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, thời gian đó anh bị nhiều người chỉ trích cho rằng gu thời trang của anh lập dị phản cảm vì là sau nam đầu tiên dám thử nghiệm thời trang xuyên thấu. Chính vì đi đầu đứng trước nên Đàm Vĩnh Hưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng nam ca sĩ phản pháo bằng cách khẳng định gu thời trang của anh đi trước thời đại. Phía dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận, người thành công thường có những lối đi riêng, làm những việc khác nhiều người đang làm, thậm chí khác biệt, khó khăn nhiều khi còn bị cho là biệt dị, lập dị. Công nhận nhìn giống nhau thật, phong cách ăn mặc thì không ai dám đỏ với chú đâu ạ. Luôn đi trước thời đại và gu thời trang rất đỉnh cao luôn. Mình cứ làm những gì mình thích, miễn không vi phạm pháp luật là được sếp ạ. Ngày xưa những người mà nói anh ăn mặc lập dị phản cảm là họ không có con mắt thưởng thức nè. Con bé thích ăn mặc như vậy, vừa đẹp vừa có phong cách riêng của anh rất cuốn hút. Nam ca sĩ khẳng định dù bị chê lập dị phản cảm từ gu ăn mặc đến phong cách, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi và đã thành công, có chỗ đứng trong làng giải trí. Quả thực trong làng nhạc Việt, ít ai đỏ nổi với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về độ chịu chơi trong việc đầu tư trang phục. Giọng ca 7X xây dựng phong cách riêng, thường xuyên xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài trau chuốt kỹ lưỡng. Ở độ tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang miệt mài cống hiến cho âm nhạc, luôn giữ được độ hot xứng với danh xưng ông hoàng nhạc Việt. Vừa qua Mr. Đàm vẫn phải lên tiếng về vấn đề này. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bản thân tiếp tục đề cập về chuyện này khi có rất nhiều khán giả ác cảm về anh với danh xưng ông hoàng nhạc Việt. Tuy nhiên, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu khẳng định rằng anh chưa từng vỗ ngực xưng tên tự gọi mình bằng danh hiệu đó. Có nhiều thắc mắc nghi ngờ, thậm chí là nhiều người không hiểu ác cảm, cho rằng tôi tự xưng mình là ông hoàng nhạc Việt. Tôi 51 tuổi rồi, tôi không bị già dột mà tự xưng mình là ông hoàng này kia. Gia đình, trường học đã luôn giáo dục sự khiêm tốn của tôi khá kỹ lưỡng. Mr. Đàm cũng giải thích rõ về nguồn cơn khiến cái tên của anh gắn liền với biệt danh đó. Năm 2007, tôi làm đêm nhạc. Sau đó, tôi được thừa nhận là người có công mang lại sự hồi xuân của Bolero. Thời đó, tôi đang đứng ở đỉnh cao của nhạc trẻ. Thời đó, Bolero hay nhạc xưa chỉ là nằm trong bóng tối. Ca sĩ hát những loại nhạc đó không hề có chỗ đứng. Lúc đó, tôi quyết định tấn công bằng một live show chuỗi dự án. Sau đó, tôi được báo chí, tất cả những dân chuyên môn trong nghề đánh giá cực kỳ cao và không còn từ nào để diễn tả nữa. Rất nhiều bài báo khen ngợi, trong đó có một bài gọi tôi là quý ông nhạc Việt. Sau đó xuất hiện nhiều danh xưng xuất hiện để gọi không trùng nhau, như ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng, siêu sao Đàm Vĩnh Hưng. Có quá nhiều nên tôi không biết ai đã gọi tôi bằng danh xưng đó. Cuối đoạn video, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiếp tục nhấn mạnh việc bản thân không hề tự vỗ ngực xưng tên gọi mình là ông hoàng nhạc Việt và cũng khẳng định chỉ muốn trở thành nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà.